Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh nhá bác một số sản phẩm bên em đang phân phối nhá. Đấy, hôm nay thì rất nhiều sản phẩm giá cực kỳ tốt luôn. Gửi bác hôm nay có cái sản phẩm mới rất là hay này. Đó là cái máy rót rượu tự động nhá, tránh tình trạng là xay không đồng đều. Đó. Rồi là rất nhiều sản phẩm giá cực kỳ tốt nhá. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Các bác lưu ý là bên em giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thanh toán nên là các bác cứ yên tâm mua hàng nhá. Đó, sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em lên luôn cho bác là cây lô bóng LED 5m này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng LED 5m nhá. Hàng rất là ngon xịn sò. Các ơi, vứt cho mọi người vút cái. Đây, dòng sản phẩm dây LED 5m nhá, rất xịn sò luôn. Hàng rất là ngon này, gửi đến bác luôn nhá. Hàng thì sẽ là full hộp full phụ kiện. Hàng 16 triệu màu luôn nhá. Đấy, 16 triệu màu đây. Đầy đủ phụ kiện, cục nguồn rồi là điều khiển từ xa các thứ giờ luôn. Đấy, nó đa sắc màu. Đây, rất chất lượng ngon lành luôn. Giá đợt này thì bên em giảm giá sập sàn gửi bác luôn. Bao giá thị trường nhá. Đây là một cái con cục nguồn này. Đấy, còn đây là cái cục điều khiển này. Đấy thì các bác cứ về các bác đấu vào thôi. Nó rất là dễ dàng đấu nối nhá. Ở cái phần này thì các bác lưu ý giúp em là ở đây đây. Ở đây là nó có một cái phần ở đây này. Đấy, cái mũi tên này các bác nhớ các bác đấu cùng với chiều của mũi tên này thì đèn nó mới sáng nhá. Còn ví dụ các bác đấu lệch này đèn nó không có sáng này. Đây này. Đấy, nếu mà nó không sáng các bác lại xoay lại cho em. Xoay lại này. Đấy, có thấy không? Xoay lại cái đèn sáng luôn nhá. Rất là ngon lành xịn sò. Dễ dàng đấu nối kết nối. Và đây nữa thì đằng sau này nó có một cái lớp băng keo. Đấy, về thì các bác bóc cho em. Các bác bóc ra. Đấy, và các bác dính vào ví dụ vào vị trí tường tiếc nhà mình. Rồi là gầm trần ở tường âm trần các thứ nhà các bác trang trí. Đó. Tết nhất rồi nhà cửa ra. Đấy, cho nó nhiều màu sắc rực rỡ đón Tết các thứ rồi nhá. Rất ngon lành. Rồi các bác mua về chuẩn bị Noel cũng được. Noel cũng sắp đến nơi rồi nhưng mà các bác miền Bắc là gửi thoải mái luôn, miền Nam thì sợ vào hơi chậm. Đó đây. Rất là ngon. Con này thì các bác có thể dùng cái điều khiển này, các bác bật tắt ở đây này. Điều khiển các bác bật tắt ở đây luôn nhá. Rất là xịn sò ngon lành luôn. Rồi là các bác đổi các màu, các chế độ màu rất là ngon lành. Đây, màu xanh này. Đó, màu đỏ này. Đấy, màu vàng này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều màu. Mười mấy triệu màu cơ bác ạ. Đấy, cực kỳ ngon, xịn sò. Đó, rất là chất lượng luôn. Rồi, đây, các bác lên mã luôn cho em cái con sản phẩm là cái dây LED 5m nhá. Đấy, dây LED 5m. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 120.000 một con. Đó, 120.000 một con. Hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn. Đấy, giảm giá xả kho luôn. 120k. Đấy, 120k. Giảm còn có là đi LED 5m này. Đấy, LED 5m nhá. 120k giảm còn đi 80.000 một bộ cô nhá. 80k bộ các bác lấy 2 bộ bao ship. 2 bộ là bao ship cô nhá. 2 bộ bao ship. Còn bán lẻ là 80k bộ không bao ship cô nhá. Đấy, không bao ship. Giá cực kỳ tốt của các bác luôn. Bao giá thị trường nhá. Các bác mua đâu được cái bộ LED. Giá chỉ có 80.000 bộ này, rất là ngon lành xịn sò. Hàng đầy đủ phụ kiện đi kèm về chỉ có việc đấu nối và sử dụng thôi nhá các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con máy rót rượu tự động nhá. Đấy, con máy rót rượu tự động hàng này thì là hàng của Việt Nam. Đấy, người Việt dùng hàng Việt nhá. Đấy, người Việt dùng hàng Việt, hàng của đây đây, gia dụng thông minh này, có nhìn này. Đó, đảm bảo uy tín nhá, hàng rất là ngon lành. Nhỏ gọn hiện đại, an toàn vệ sinh, dễ sử dụng nhá. Em sẽ quay qua một chút này. Đó, con này thì nó có hướng dẫn sử dụng có thứ đầy đủ hết luôn. Nút nhấn này. Đó, rồi là báo pin sạc, chiết áp này, bật tắt chọn mức rượu này. Đó, rồi con này nó có thể là ướp được lạnh cả rượu luôn nhá. Đấy, có ướp lạnh cả rượu luôn. Hàng thì hàng nguyên hộp. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó này. Đấy, dung tích là 1 lít 2, dung lượng pin thì là 1500 mAh. Thời gian sử dụng liên tục là 5 đến 6 tiếng nhá. Điện áp sạc pin là 5V DC. 5V là cái các bác sục sạc cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc ngon luôn này. Đấy, cân nặng này 22 kích thước này 22 18 9 này, cân nặng 0.5 kg này. Đấy, nguồn gốc là Việt Nam nhá, rất là rõ ràng ngon lành luôn. Bộ sản phẩm như này, nói chung là người Việt sáng tạo ra những cái sản phẩm rất ok luôn nhá. Đấy, cực kỳ hay, rất là xịn sò. Với con máy rót rượu tránh tình trạng là các bác xay không đồng đều. Đây em sẽ quay qua một chút tổng quan về cái con sản phẩm này. Hàng thực tế em đã vừa test rồi. Đấy, ở đây thì hơi ướt một chút. Đó, thực tế của nó đây. Ở đây là một cái khay để các bác đựng rượu này. Đó, để về các bác đựng rượu đây chưa. Đấy, đựng rượu các bác rót đây nhá. Còn bên dưới này là một cái khoang trống. Cái khoang trống để làm gì? Đấy, khoang trống này để các bác cho đá vào đây. Đấy, các bác cho đá vào để các bác muốn ướp lạnh cái rượu các bác uống cho nó ngon mát mồm đấy thì các bác cho đá vào bên trong này, đổ thêm ít nước vào nữa để cho nó ướp cái lạnh cái rượu ở phần trên đi. Đấy, và các bác bỏ vào. Đấy, bỏ vào và các bác để cho em cái phần đế, cái đế bơm lên không nhá. Đế bơm lên đây, cái con đế bơm máy bơm chính này. Đấy, đây, ở đây thì sẽ có là phần đèn báo sạc pin này, rồi là chọn mức rượu này các bác nhiều ít này. Đó, rồi là bật tắt nó ở đây luôn nhá. Đây, ví dụ bật này, bật nó kêu một tí cái này.
Đấy, rồi là các bác chọn mức 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 nước này. Đấy, chọn chọn cái mức nhiều hay ít đây. Thì các bác điều chỉnh ở cái volume này. Đó, còn cái nút bên này là cái nút bơm này. Đấy, nút bơm. Còn ở cái phần này là cái phần cảm biến nhá. Đấy, cảm biến các bác chạm đây là rượu nó tự động nó ra. Đấy. Đây, đây là cái phần máy bơm này. Đấy, đây là cái phần máy bơm nhá. Đi ra em sẽ test thực tế các bác xem, thực tế về cái con sản phẩm này. Đó đây. Về các bác lắp đặt nó rất là dễ dàng dụng thôi. Các bác để vào cho em. Đấy, để vào. Đây em sẽ test cho bác xem thực tế về cái con sản phẩm này. Đấy. Hàng nó rất là dễ dụng thôi. Đấy, các bác bật cho em nút lên. Đấy, nó kêu này. Bây giờ đây các bác xoáy để chọn cái mức rượu các bác muốn ra nhiều ít này. Đấy, các bác xoáy nhiều thì muốn nhiều thì xoáy nhiều, ít thì xoáy ít. Đó, đây em chọn cái vừa vừa này. Đấy, vừa vừa. Và các bác ấn cái nút này cho em, ấn nút này. Đấy, là rượu nó ra này. Đấy, rượu nó ra nhá. Đấy. Đấy, rượu ra này. Nghĩa là các bác rót bằng này rồi. Nó đúng lên đây luôn nhá. Đây này. Đó, đúng lên cái chỗ vạch em kẻ này. Đấy, nó thấp hơn một chút này. Đó, thấp hơn một chút này. Đó, bây giờ thì đổ cái này đi nhá. Đó, đổ cái này đi. Các bác bỏ vào. Tự động nó rót luôn này. Rót đúng bằng đấy luôn. Đấy, rót đúng ở đấy không sai tí nào luôn nhá. Đấy, rót đúng đấy không sai tí nào luôn. Đây. Các bác nhìn này. Đấy, nó rót đúng lên cái vạch luôn này. Đấy, thấy không? Rót đúng lên cái vạch luôn nhá. Nói chung là nó bằng sát nhau luôn đây, bỏ đây này, nó lại rót tiếp. Như là nó cảm biến, các bác cứ bỏ vào tự động nó rót. Đấy, tự động nó rót nhá. Thì chủ yếu là do là các bác điều chỉnh cái phần cái nút này thôi. Đây, các bác điều chỉnh cái nút này này. Cái nút chọn mức rượu các thứ này. Nói chung là rất là hay, dễ dàng sử dụng các bác nhá. Và nó rất là thông minh. Đó. Ngoài ra có cả thẻ bảo hành các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đó, thẻ bảo hành rồi là cả dây sạc luôn này. Đấy, cả dây sạc luôn này. Đó, rất là ngon, lành, xịn sò luôn. Các bác cùng xem này, thực tế con sản phẩm này. Đấy, có thấy không? Đấy, nó cứ bỏ vào tự động nó rót này, nghĩa là nó rót chén nào cũng bằng chén nào luôn. Đấy, chén nào cũng bằng nhau hết luôn. Đấy, có thấy không? Rất là tiện nhá. Công bằng hết luôn. Ông nào cũng bằng ông nào hết luôn. Không ông nào ít ông nào nhiều nhá, rất là công bằng. Đấy, rất là ok nhá, chuyên để rót rượu. Rồi, các bác lên mã luôn cho nó con sản phẩm là cái bình rót rượu tự động nhá. Đấy, giá thì hiện tại bên em đang bán một con này là 330.000 một con. Đấy, bao ship tận nhà nhá. Đấy, 330.000 một con. Hàng rất xịn sò ngon lành. Đấy, gửi đến anh kiếm anh chị mình các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn, keo dán chống thấm rất là ngon. Con này thì về thì bác rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác bóc cho em. Đấy, các bác bóc cái lớp này ra này. Bóc ra. Đấy, bên trong là lớp keo này. Đấy, nó còn một cái lớp màng này nữa này. Đấy, lớp màng nữa. Các bác có lớp màng ra, các bác dính vào chỗ nào chống thấm các thứ rồi ạ. Keo dính rất ngon luôn. Cái con này nó rất là hay là khi mà các bác sử dụng mà ở cái nhiệt nó càng cao, ví dụ các bác dính mái tôn, mái bazo ra, nhiệt càng cao thì cái keo nó càng chảy ra. Keo nó càng chảy ra và nó càng bám dính, rất là ngon lành luôn. Đấy, một cuộn nó thì đây một cuộn nó sẽ như này. Khổ của nó là khổ là 10 cm nhá. Đấy, khổ này này. Khổ này là 10 cm. Đó, 10 cm. Các bác dán thoải mái luôn vì khổ rất to. Đấy, rồi các bác nếu mà muốn dán nhỏ ấy thì các bác lấy kéo các bác tỉa đi. Đấy, các bác chia ra. Đó, chia ra những cái miếng nhỏ ấy, thì các bác cắt ra các bác dán ra. Còn không thì các bác cứ để cả miếng này các bác dán vẫn được. Đó, nó rất là ok luôn. Cực kỳ ngon lành, xịn sò, chất lượng. Giá thì cực kỳ tốt rồi. Con này thì hôm nay em bao giá thị trường luôn. Bữa trước con này đang bán giá 100k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn. 50.000 quận nhá. Đấy, 50k một quận. Các bác lên mã luôn cho là keo dán tôn. Keo dán tôn này. Đấy, giá là 50k nhá. Đấy, keo dán tôn 50k một quận này. Khổ làm khổ 10 cm nhá. Đây nhá, thực tế về cái sản phẩm người ta sử dụng đúng không nhá. Đây. Mình mái nhà mình rụt nhiều lắm. Mà thấy cái quảng cáo cái băng keo này khá là hay nên mình đặt ngay về thử cho mọi người xem nha. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, để cả ống nước đang chảy ấy, bịt lại vẫn được. Mình đấy, cái này người ta đang dán mái tôn đúng không nhá. Bóc ra thì thấy lớp keo khá là dày và dính khá là chặt. Thử đến đây tôi đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy. Mọi người ai quan tâm thì đặt hàng ngay bên dưới nhá. Đấy, rất là ngon nhá. Dạo này mùa mưa nên mái nhà mình rụt nhiều lắm. Mà thấy quảng cáo cái băng keo này khá là hay nên mình đặt ngay về thử cho mọi người xem nha. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, để cả ống nước đang chảy ấy, bịt lại vẫn được. Mình thì cũng không tin đâu nhưng mà đấy, giá thì cực kỳ tốt rồi. Giá chỉ có 50.000 một quận này thôi các bác nhá. Đấy, 50.000 cho một quận keo dán tôn. Các bác lên mạng luôn cho là keo dán tôn, giá 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng kệ cốc này. Đấy, kệ để cốc nhá. Mạ vàng rất đẹp luôn, sáng choang. Đấy, các bác mua về để úp cốc, úp kiếc các thứ là mình. Đấy, các bác để phần bàn các thứ là nhìn thì nó không được ngăn nắp thì các bác mua con này về. Đấy, các bác để trên cái phòng khách bàn uống nước các thứ nhà mình. Đấy, uống xong các bác úp cái cốc vào cho em, rất là ngon lành xịn sò. Mạ vàng rất đẹp luôn này, sáng choang này. Một cái khay này nó sẽ úp được là 2 4 6 cái cốc nhá. Ngoài ra có cái tay xách, các bác có thể xách di động mang đi mang lại, mang lên tầng,
mang xuống dưới rồi mang chỗ nọ chỗ kia ra. Đấy, mạ vàng rất chắc chắn nhá. Cái phần dưới đây nó có một cái khay đĩa này. Đấy, khay đĩa này thì để khi mà các bác sử dụng thì cái phần nước thừa các bác úp cốc xuống thì nó sẽ rõ dưới này. Đấy, và các bác có thể là tháo ra các bác vệ sinh. Đấy, các bác vệ sinh rất là tiện dụng nhá. Đó, giá thành thì cực kỳ hợp lý luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán với khay cốc này, giá là 140k nhá. Các bác lên mã luôn cho em là khay úp cốc này. Đấy, khay úp cốc. Khay úp cốc mạ vàng. Đấy, khay úp cốc mạ vàng. Giá là đi 140k một khay như này, bao ship tận nhà nhá. 140k bao ship nhá. Hàng rất đẹp, chắc chắn dày dẫn nhá. Đây, hàng rất đẹp luôn này, sáng choang luôn nhá. Đây. Đó, vàng sáng choang luôn. Đó, giá chỉ có 140.000 một khay thôi. Bao ship tận nhà luôn. Đấy, rất chất lượng ngon lành, xịn sò gửi đến các bác thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em lại tiếp tục về cái lô đũa của Hàn Quốc này. Đấy, đũa vỉ 10 đô Hàn Quốc nhá. Giá của nó thì cực kỳ tốt rồi. Đây, một sản phẩm bộ đũa 10 đô của Hàn Quốc rất ngon lành luôn. Đấy, hàng Korea này. Đấy, Korea. Đấy, Korea nhá. Con này thì đó đây, một vỉ của nó sẽ là 10 đô như này. Đấy, một vỉ là 10 đô. Đây, đũa mạ vàng rất đẹp luôn này. Đầu nhá. Đây đầu đũa nhá. Con này dạng này của nó dạng đũa vuông, nhưng mà nó không phải vuông như kiểu dạng vuông cạnh hẳn lên, mà dạng vuông kiểu dạng vát nhá. Nên là các bác cầm yên tâm, không bao giờ bị đau tay, mà đũa rất là dài luôn. Đấy, các bác cắp rất là ngon, đầu đũa có phần chống trơn trượt này. Đấy, chống trơn trượt. Đũa là sợi thủy tinh nhá. Đấy, đũa là chất liệu sợi thủy tinh. Dùng cực kỳ thích luôn. Nó rất chất lượng ngon này. Một cái bộ sản phẩm vỉ đũa 10 đôi của Hàn Quốc này. Giá thì hiện tại bên em đang bán chỉ có 60.000 một vỉ thôi nhá. Đấy, 60.000 một cái hộp đũa 10 đôi nhá. Đấy, tính ra thì giá nó quá rẻ rồi. Đấy, mà dùng nó rất là ngon lành cái nào luôn. Đấy, giá quá rẻ thôi nhá. Giá chỉ có là đi 60k thôi nhá. Đấy, 60k một vỉ như này. Đấy, 60k một vỉ hàng Hàn Quốc. Các bác lên mã luôn cho nó. Còn sản phẩm là đũa vàng. Đấy, đũa vàng. Đây, đũa vàng hoặc là đũa Hàn Quốc đều được. Đấy, đũa vàng. Đũa vàng Hàn Quốc này. Đấy, giá là đi 60k một vỉ nhá. Đấy, 60k trên một vỉ. Đó, giá cực rẻ thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em lại tiếp tục về cái lô ấm siêu tốc của Hikari. Đó. Lô này thì về hàng đợt này, hàng rất là ngon, đẹp, chất lượng. Hàng là hàng mới nguyên hộp, chưa qua sử dụng mới nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp sử dụng, chưa sử dụng. Con này thì cái công suất của nó là 1500W và dung tích là 2.3L. Hàng của thương hiệu Hikari của Nhật thôi nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị này. Đó, hàng mới nguyên hộp nhá. Ấm thì cực kỳ dày, rất chắc chắn luôn. Đó, ấm rất dày luôn nhá. Đây là cái phần đế ấm này. Đó, đây Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220 nhá và công suất là 1500W nhá. Dung tích 2.3L thì thoải mái để các bác sử dụng rồi. Đó, phần ấm này. Phần ấm thì rất dày dẫn nhá, bóng loáng luôn. Đó. Phần tân ấm bên trong thì là inox nhá. Đấy, bên ngoài thì tráng một lớp nhựa để chống nóng, rất là ngon. Tay cầm thì chắc chắn nhá, nút bấm, nút bật tắt tiện lợi này. Đó, còn đây còn phần mở ra này. Đấy, các bác kéo vào đây để các bác mở cái phần nắp ấm ra. Đó, đây, miệng chống tràn nhá. Đấy, inox 34 luôn. Đấy, Hikari này. Rất là ngon lành, xịn sò nhá. Tem mác đầy đủ hết luôn. Đó, đây Hikari này. Đó, HG Japan này. Đó, rất là ngon. Rồi, các bác lên mã luôn cho nó con sản phẩm là cái con ấm siêu tốc của Nhật này. Đấy, dung tích là 2.3L và công suất là 1500W. Giá thì cực kỳ tốt gửi các bác luôn. Đấy, ấm siêu tốc nhá. Các bác lên mã luôn cho là ấm siêu tốc Nhật. Đó, ấm siêu tốc của Nhật này. Ấm siêu tốc này. Đấy, ấm siêu tốc đi. Giá thì hiện tại bên em đang bán con này, bữa trước đang bán là 370k. Hôm nay thì bên em về lô mới, giảm giá xả kho luôn. 350.000 một con. Bao ship tận nhà nhá. Đấy, 350.000 cho một con ấm siêu tốc của Hikari này. Bao ship tận nhà. Đấy, hàng rất chắc chắn, xịn sò. Nhận hàng các bác kiểm tra. Nói chung là con này thì không gì phải chê cả. Cái phần đế này, các bác nhìn cái phần đế này. Cái phần đế này của nó sẽ bo một lớp inox này. Đấy, các bác dùng nó rất là ok luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn, rơi giếc thoải mái luôn nhá. Chắc chắn xịn sò ngon lành. Đấy, ấm siêu tốc Hikari 350k bao ship tận nhà. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng gối massage. Đó, bên em tiếp tục lại về cái lô gối massage. Con này thì chuyên dùng để cho bác massage chân tay người ngậm các kiểu luôn. Đấy, nó có một cái rất là hay là nó sẽ sử dụng điện là điện 12V và ngoài ra thì có cái cục chuyển đổi nguồn đi kèm là từ 220 về 12V, nên là các bác yên tâm, các bác có thể là cắm điện 220 hoặc là các bác để trên xe ô tô các bác cắm cho em điện 12V đều dùng được luôn. Đấy, đây tổng quan nó con gối massage đây. Đấy thì nó hình như kiểu hình cái gối này. Đó thì về đây các bác gối đầu vào, rồi là thậm chí là các bác đây, các bác có dùng thì các bác có thể là để massage chân lên này. Đó, rồi là các bác massage vùng vai gáy này. Đó, rồi là các bác để trên xe ô tô này. Nói chung là các bác mang đi di chuyển các kiểu các loại luôn, trên xe ô tô, rồi là trên xe ô tô thì các bác cắm cho em điện 12V dùng được luôn, và ở nhà thì các bác cắm cho em điện 220V đều dùng được luôn.
Vì ở đây thì nó sẽ có cung cấp đi kèm bác là một cái cục đổi nguồn như này. Thì cái cục này bác cắm trực tiếp vào máy này. Còn ở đây thì là cái cục nguồn này là nó sẽ cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Các bác nhìn này, đây là cái phần tẩu này. Đấy, cái phần rắc đực này các bác cắm vào cái phần tẩu ô tô ấy, để các bác kết nối với cái nguồn điện 12V của xe ô tô ấy để bác sử dụng. Đó. Và đi kèm thêm thì ở đây nó sẽ có mũi dây như này để khi mà các bác cài lên cái phần ghế của nhà mình nó không bị rơi rồi nó không bị trơn trượt ra. Đó, bây giờ em sẽ cắm test thử máy bác xem luôn các nhá. Rất là thích luôn, dùng cực kỳ ngon xịn sò. Đây cơ. Đấy cắm vào này, em cắm vào này các bác nhá. Nhìn rất thích luôn nhá. Đây quay tròn luôn này. Đấy, con này sẽ gồm có là 8 bi nhá. Mỗi bên là 4 bi. Đây một bên 4 này, bên 4 này, tổng là 8 bi. Đấy thì nó massage đa vùng, đa chức năng luôn. Đấy các bác dùng để massage tay này, massage cổ, vai, gáy, các bác thích chỗ nào các bác massage, các bác dí vào các bác massage. Rất là thích luôn, dùng cực kỳ sướng, nói chung rất phê. Nha này các bác nhìn này, tay em nó đảo này. Đó có thấy không? Tay đảo này. Đấy, có thấy không? Rất thích nhá. Sờ rất sướng luôn. Đó. Đây, nút bật tắt thì ở đây luôn nhá. Đấy nút bật tắt đây, on off vào đây này. Đấy, thì nó có nút on off vào đây. Nó rất là dễ dàng sử dụng thôi các bác nhá. Đó, về thì nói chung ai cũng sử dụng luôn. Và giá của nó thì cực kỳ là bình dân luôn. Ngoài việc các bác cắm ở trên điện lưới 220 rồi thì các bác có thể là cắm cho em là cái dòng điện là dòng điện tàu ô tô như này. Đó thì các bác có thể là vừa dùng ở trên ô tô, vừa dùng ở trong nhà, trong trên ở nhà nhà mình. Đấy, rất là tiện dụng, đa năng luôn nhá. Đó thì các bác lên luôn mã cho em với con sản phẩm là cái gối massage 8 bi nhá. Đấy, massage 8 bi của nó là 8 bi các bác nhá. Đấy, gối massage 8 bi này. Đó. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 280k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá chỉ còn có 250.000 một bộ thôi và bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, 250.000 cho một bộ gối massage 8 bi nha, bao ship tận nhà. Đấy, hàng siêu ngon, siêu chất lượng gửi đến các bác các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít cái con túi đeo chéo này. Đấy, còn mấy cái con túi đeo chéo nhá, hàng rất xịn sò luôn. Con này thì để cho bác đeo đeo đựng đồ, đựng điện thoại các thứ ra, các bác mang đi du lịch, đi chơi. Đó, các thứ rất tiện nhá. Các bác để đồ đặt trong này. Dạng nó là dạng da luôn nhá. Đấy, da này. Có dây đeo nhá. Dạng này là dạng đeo chéo hoặc là đeo sau lưng đều được luôn. Đó. Bên trong này rất nhiều ngăn này, ngăn phụ, ngăn chính đầy đủ luôn nhá. Ngăn bên cạnh này, khóa này, khóa sáng bóng luôn nhá. Đó. Khóa sáng bóng luôn, rất xịn sò ngon lành nhá. Đây, rất xịn sò ngon lành. Còn đây, đây là cái hình con cá sấu này, rất đẹp luôn. Đó, rất xịn sò nhá. Hôm nay thì em còn có mấy chiếc em xả nốt, còn như 3 4 chiếc nữa, xả nốt với bác luôn nhá. Đấy, xả nốt luôn. Các bác lên mã luôn cho em với con sản phẩm là túi chéo nhá. Đấy, túi chéo đi cho nó dễ. Vì có mấy mã túi cơ, sợ anh nhầm. Túi chéo này. Đó, túi chéo nhá. Túi chéo màu đen. Đó, túi chéo. Túi chéo này thì bữa trước đang bán giá là 160k. Hôm nay thì bên em giảm giá xả kho, còn có mấy chiếc bán nốt 100k. 100k một con này nhá. Đấy, 100k một con túi chéo này. Giá cực tốt của bác luôn. Đấy, các bác tranh thủ mua đi. Đấy, còn có mấy chiếc xả nốt thôi. Đấy, thi thoảng thì em có cái đợt xả hàng này. Còn những cái món nào ít ít món mà nó không có nhập lại hàng nữa thì em xả nốt luôn. 100k một con túi chéo nhá. Đấy, giá quá rẻ luôn nhá, 100k một con. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con massage 3D này. Đấy, con này massage 3D rất hay này. Con này thì nó massage đa vùng, đa chức năng luôn. Đấy, nó các bác về massage mặt này. Đấy, massage cổ, vai, gáy. Đấy, chỗ nào mà các bác đau đớn, đau mỏi, đùi điếc này, trên người ngậm, tay chân các kiểu luôn. Đó đây, tổng quan đây, sáng bóng luôn nhá. Con này thì chất liệu nó là nhựa ABS nhá. Đấy thì về các bác massage chân tay người ngậm này. Đấy, massage chân tay người ngậm các thứ ra. Đầu ngón tay, ngón chân, cổ vai gáy các thứ ra. Ở đây thì nó là cái dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn như này. Đấy, nó thì khi bác massage nó cứ sẽ lăn này trên cái phần thân người của các bác các thứ ra. Rất là ngon, xịn sò luôn. Đấy, dạng con lăn như này. Giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em đấy, con sản phẩm là massage 3D nhá. Đây, massage 3D này. Đấy, chất liệu là nhựa ABS nhá. Đấy, nhựa ABS massage 3D. Giá con này thì bữa trước bên em đang bán giá là 100k. Hôm nay thì bên em cũng còn có mấy bộ xả kho nốt luôn. Massage 3D. Massage 3D nhá, massage 3D này. Giá thì đang cực tốt của bác luôn. Giá là 50k một con. Đấy, 50k một con massage 3D như này. Đấy, massage 3D 50k một con nha. Đó. Thân nhựa ABS cao cấp nhá. Nó rất là hay. Con này các bác có thể massage hai đầu luôn nhá. Đấy, massage đằng này này, rồi đằng này các bác dùng các bác vuốt này. Đấy, các bác vuốt ví dụ lòng bàn tay, bàn chân các bác vuốt này. Massage các thứ phần điểm huyệt các thứ giờ đấy. Đỡ đau người, đau ngậm rồi các bác. Massage mặt, chân tay người ngậm ra. Giá chỉ có 50.000 một con nhá. Các bác lên mã cho là massage 3D 50k. Vâng, cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bảng xóa nhá. Đấy, tiếp tục về một cái lô bảng xóa mới rất đẹp luôn. Đấy, hàng bảng xóa rất là tiện lợi nhá. Các bác mua về tặng con, tặng cháu nhà mình. Đó,
trong cái dịp sinh nhật rồi mua về làm quà cho con cháu nhà mình, rồi mua về cho con cái nhà mình tập tô tập vẽ rất là tiện dụng luôn. Đấy, đây tổng quan một chiếc bảng này. Con này thì kích thước của nó là đi 8.5 inch nhá, 8.5 inch. Nó có một chức năng rất là hay để khi mà các bác sử dụng này. Đó, đây em sẽ hướng dẫn các bác luôn này. Đây sẽ có là kèm đi cho các bác là một cái bút như này. Đó thì về thì các bác tập tô tập vẽ này cho con cái nhà mình, viết vẽ này rất là ngon nhá. Và khi mà các bác sử dụng xong, đấy, các bác bấm cho cái nút này cái. À, đây các bác mở khóa lên. Mở khóa đi lên này. Đấy, gạt về cái phần mở khóa này. Các bác bấm nút cho. Đấy, bấm nút cho, mất hết luôn nhá. Đấy, gọi là cái bảng tự xóa. Đấy, nên là làm sao nó gọi là cái bảng tự xóa này. Đây, rất là tiện dụng nhá. Bấm cái, mất luôn này. Đấy, rất là hay nhá. Các bác lưu ý là về là các bác gạt cho em về cái phần mở khóa này. Ở đây nó có một cái nút này. Các bác gạt về cái phần mở khóa cho em nhá. Đấy thì cái bảng nó về sử dụng được, còn không thì vẫn cứ để chế độ mặc định là cái phần khóa này. Đấy các bác phải gạt với cái chế độ mở khóa thì các bác mới sử dụng được nhá. Đây, đó các bác viết này. Bấm cái này, mất luôn nhá. Đấy, đấy là gọi bảng tự xóa. Đây, em lấy này viết báo giá luôn bác nhá. Các bác lên mã luôn cho là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa. Đấy, bảng tự xóa. Bảng tự xóa này thì bữa trước bên em đang bán giá đi 100.000 một chiếc nhá. Đấy 100k một chiếc. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, giảm giá xả kho. Giá chỉ còn có đi 70.000 cho một chiếc nhá. Đấy, 70k cho một chiếc bảng xóa này. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Đấy, giá chỉ có 70.000 một chiếc thôi. Đấy, hàng rất xịn sò ngon lành. Mua về các con các cháu cho mình học tập, đấy, làm việc, tập tô tập vẽ rất tiện dụng nhá. Dùng xong cái xóa đi. Đấy, lại viết cái xóa đi. Đó, rất là ngon, 70k nhá. Đấy, 70k con bảng này. Giá quá rẻ luôn. Đấy, các bác mua về làm quà, các thứ ra. Rồi mua về cho con cá nhà mình học tập, làm việc rất ok luôn. Rồi. Vâng. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Đấy, một bộ mũi khoan tháp này của nó sẽ là 5 mũi. Đó, sẽ là 5 mũi này. Ở đây sẽ có là mũi to, mũi nhỏ, rồi là mũi dài, mũi ngắn, lẫn lộn. Hàng này thì nó đủ mọi kích cỡ luôn. Đấy, một cái combo thì nó đầy đủ kích cỡ, về thì các bác cứ thoải mái các bác khoan nhá. Đấy, khoan các loại luôn nhá. Đấy, đây. Các kích cỡ luôn nhá. Đấy, từ mũi to này, mũi nhỏ này, mũi vừa này, rồi là mũi dài, mũi ngắn, có đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, chân là chân dạng chân lục giác này, nên là các bác về các bác lắp máy khoan pin các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, rất là tiện dụng, hàng rất là sắc bén, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đựng trong cái hộp nhôm xịn sò như này. Đấy, đựng trong hộp nhôm xịn sò này. Về thì các bác dùng xong các bác lại đựng trong hộp nhôm nhá. Đấy, rất là xịn sò mà không lo bị rơi vãi mũi biếc các thứ giờ. Thì lúc mà các bác dùng nó rất là tiện, có ngay luôn. Đấy. Giá cả là cực kỳ phải chăng nhá. Đấy, hàng của Unica Japan. Đó, các bác lên luôn mã cho nó cái bộ sản phẩm là bộ mũi khoan tháp 5 mũi này. Đấy, bộ mũi khoan tháp 5 mũi. Con này bữa trước bên em đang bán giá là 280k, nên thì bên em giảm giá xả kho luôn. Đấy, giảm giá xả kho. Giá chỉ còn có 250k bộ thôi. Đó, và bao ship đến tận nhà nhá. 250.000 một bộ mũi khoan tháp như này, bao ship đến tận nhà. Đấy, một cái combo 5 mũi mà giá chỉ có 250.000 thôi. Các bác mua ngoài thị trường lẻ một mũi, ví dụ một cái mũi to như này, các bác đã rơi khoảng tầm là đi 100 cho đến 120 một mũi rồi. Đấy, nhưng bên em bán cả combo này, giá chỉ có 250.000 một bộ này và bao ship tận nhà. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng máy hút bụi mini. Đó, tiếp tục lại về một cái lô máy hút bụi mini này. Con này thì các bác dùng rất là tiện dụng luôn. Hàng của nó là không dây nhá. Và chạy pin, hết pin này các bác lại cắm sạc vào các bác dùng. Chuyên dùng được các bác dùng để hút bụi di động, rồi là các bác để trên xe ô tô. Các bác hút bụi cũng rất hay nhá. Đó, em bán cho các bác lái ô tô em bán rất nhiều. Đấy, các bác rất là thích mua con này vì nó rất là nhỏ thôi. Đây nó chỉ có bằng một cái hộp nhỏ này, nó chỉ có khoảng tầm 20cm này thôi này. Đấy, nó rất là nhỏ gọn nhá. Đây, dạng hút bụi mini cầm tay. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có là một cái dây sạc như này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp sạc đây chưa. Đó, cắm trực tiếp sạc đây. Và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình. Sạc của nó là sạc 5V nhá. Đó, và đây là cái đầu này. Đấy, đầu đây. Đó, và một cái đầu trà này. Cái con đầu dài này các bác hút những cái khe khó này. Còn cái con đầu lông như này để khi mà các bác vừa cọ này. Các bác vừa cọ vừa hút này, vừa cọ vừa hút. Đấy, kiểu nó nói chung là các bác đa di năng, các bác ứng dụng được trong rất là nhiều việc. Còn đây là cái phần màng lọc này. Đấy, màng lọc này có thể là tháo rời ra nhá. Cái màng lọc này khi bác hút xong bác tháo rời ra, các bác vệ sinh cho em. Đây em sẽ hút test bác xem. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đó, ngoài ra có phần đèn trợ sáng luôn này. Đấy, có phần đèn trợ sáng luôn nhá, rất là hay. Đấy, đèn trợ sáng cũng như là đèn báo nhá. Đấy, để các bác hút. Ở đây nó có một cái cá này, các bác xoáy các bác nhớ để ý vào nhá. Đây em sẽ hút cho bác xem. Đây hút thực tế luôn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy. Em bỏ đây hơi nhiều gạo nhưng mà nó hút đầy rồi này, các bác nhìn này.
gạo đầy ự luôn nhá, đầy ngắc ngứ luôn nhá, nó hút cơm tí đầy luôn. Nên các bác biết là cái sức mạnh của nó như nào, hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, hút cực kỳ khỏe luôn. Đó, hút dã man luôn. Con này thì trước bán dã man luôn nhá. Đấy, lâu lắm nó lại có hàng lại luôn nhá. Máy thì rất là nhỏ gọn, pin cực kỳ trâu bò luôn. Đó, giá thì cực kỳ hạt rẻ nhá. Giá quá hạt rẻ là gửi bác luôn. Đấy. Này. Các bác nhớ đó, các bác lắp cho em chuẩn cái cá vào nhá. Hết pin lại cắm sạc vào lại dùng. Pin thì rất là trâu bò, máy rất là khỏe khoắn, ngon lành cái nào luôn. Đó. Đấy. Đấy, rồi, đây là tổng quan về cái con sản phẩm cái máy hút bụi mini cầm tay. Đấy, các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là máy hút bụi mini. Đấy, hút bụi mini nhá. Đó, hút bụi mini này. Hút bụi mini. Hút bụi mini. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là gì 250k. Đó, 250k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, 250k, giảm giá chỉ còn có 180.000 một con. Đấy, và bao ship đến tận nhà có nhá. 180.000 một con hút bụi mini này, bao ship đến tận nhà. Đó, nên là các bác tranh thủ mua đi. Giá của nó cực kỳ tốt rồi. Giá bữa trước còn đang bán là 250 cơ, nhưng mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đi kèm đầy đủ phụ kiện luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em mới về với cái dòng kim chỉ của nhá. Đấy, kim chỉ đá lửa, một trong những cái dụng cụ rất là thiết yếu rồi. Đấy. Trước mẹ em đi lính là có cái món kim chỉ đá lửa này cần thiết lắm này các bác này. Đấy, kim chỉ về các bác khâu vá quần áo các thứ nhá. Hàng thì rất xịn sò luôn, combo ngon lành đầy đủ luôn nhá. Sẽ gồm có là dao giết các thứ này. Đấy, dao kìm. Đó, rồi là cái phần khâu chỉ này, kìm cắt này các bác này. Đó, kìm cắt rồi cả kim băng nhá. Nói chung là những cái đồ này này, cái đồ này thì bác nào phụ nữ già già là hay biết cái món này này. Cái này món này em trước em cũng nhìn rồi nhưng mà cũng không rõ nó là cái gì. Rồi là cả dây thước đo nhá. Đó, rồi là cúc áo này. Đấy, cúc áo luôn nhá. Hàng rất xịn sò nguyên hộp luôn. Đó, khay bên đây là khay bên trên này, khay bên dưới nhá. Khay bên dưới này, khay bên dưới thì đây sẽ có kim luôn nhá. Đây, một hộp kim này. Đó, một hộp kim nhá. Đấy, một hộp kim này. Và đi kèm thêm là những cái cuộn chỉ như này, nó đa màu sắc luôn nhá. Đấy, nghĩa là phù hợp các loại vải, loại quần áo, đa dạng màu sắc luôn. Quần áo màu gì có ướm màu vào, đúng màu được bác khâu vá các thứ ra. Rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, nó nói chung là cái bộ này đa chức năng luôn nhá, xịn sò ngon lành, giá của nó cực kỳ tốt, có cả cái hộp này đi kèm rất là xinh. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy trong để trong hộp này, cất đi thì rất là gọn gàng, không rơi vãi linh tinh các bác nhá. Rất ok luôn, giá thành thì cực kỳ tốt nhá. Giá thành thì quá rẻ rồi. Cái con này giá hiện tại bên em đang bán một cái bộ kim chỉ như này, giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Đấy, giá 35.000 một bộ này nhá. Đây, 35.000 cho một cái bộ này full combo cả kim chỉ các thứ các kiểu luôn. Đó, nói chung là đầy đủ hết luôn. Đấy, 35.000 một bộ nhá. Đấy, đựng trong cái hộp như này, xách đi xách lại này, rất là xinh nhá. Đó, nhìn rất hay, đẹp. Đó, đây 35.000 bộ nhá. Đó, rất xinh. Các bác lên mã luôn cho em là cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ này. Kim chỉ nhá, kim chỉ. Kim chỉ. Bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ 35k nhá. Đấy, 35k cho một bộ kim chỉ này. Giá quá rẻ luôn nhá. Các bác mua đâu được cái bộ kim chỉ này. Đầy đủ các thứ kim băng, kim đồ là chỉ chiếc các thứ à. Giá chỉ có 35 cành thôi. Quá rẻ. Rất xịn sò ngon lành nhá. Đó. Cầu chạy pin nhá. Đấy, hàng lại tiếp tục về. Dòng này thì các bác dùng làm đèn ngủ. Đó, rồi là mang đi du lịch các thứ, là trang trí đề co, hoặc là các bác dùng làm đèn thờ cũng rất là hay nhá. Đây, hàng thì sản phẩm của nó là bằng nhựa nhá. Đấy, bằng nhựa, nhưng mà nó là tích hợp dòng chạy pin, nó rất là an toàn và rất là hay. Đây. Đó đây. Đấy thì về các bác cứ bật lên các bác dùng thôi. Lúc nào mà hết pin thì các bác thay pin của nó là pin cúc áo mà. Mua thì rất là dễ dàng, hiệu sách hiệu thuốc các thứ giờ nó bán rất nhiều, cái pin cúc áo này bán nhiều. Nên các bác rất là dễ dàng mua. Ở đây nó sẽ tích hợp là một cái nút bật tắt ở đây. Đấy, dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Nó rất là tiện dụng nhá. Phần này nó mạ đồng này. Đấy, nói chung là nhìn rất là nhỏ gọn xinh. Nó cao khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy, cao khoảng tầm 20 cm. Giá thì cực kỳ là bình dân các bác nhá. Đó thì các bác lên luôn mã cho này con sản phẩm là đèn dầu nhá. Đấy, đèn dầu trắng đi cho nó dễ, hoặc là đèn dầu đồng cũng được. Đèn dầu đồng đi. Đấy, đèn dầu đồng, vì bên em có mấy mã đèn dầu cơ nên sợ nó nhầm. Đèn dầu đồng, giá hiện tại bên em đang bán con này giá là đi 60k. Đấy, các bác lấy 4 chiếc trở lên là bao ship. Đấy, 4 chiếc là 240k bao ship luôn nhá. Đấy, 4 chiếc trở lên là được bao ship nhá. Còn bán lẻ là 60k một chiếc không bao ship. Đó, còn các bác lấy 4 chiếc trở lên là bao ship. Bán lẻ là 60.000 một chiếc nha. Đấy, hàng rất là xinh xắn nhá. Đó. Đây, cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm kính lúp nhá. Đấy, kính lúp nó có cái đèn trợ sáng này rất hay này.
Đấy, nó sẽ tích hợp cái đèn chạm sáng ở đây. Thì hàng này thì bên em không cung cấp pin nhá. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp. Đấy, nó chỉ có 30 pin về các bác lắp đây để các bác dùng cái đèn chạm sáng. Còn nếu mà không thì các bác cứ dùng không cũng được. Dùng đèn chạm sáng này chủ yếu trong cái buổi tối, ban đêm các bác dùng, hoặc là nhiều khi chỗ nào tối quá các bác dùng bật đèn chạm sáng này các bác dùng. Đấy, kính lúp này thì bên em bán rất là nhiều, giới thiệu rất là nhiều rồi. Thấu kính cực kỳ dày và nhìn rất là rõ ràng luôn. Ở đây sẽ đây thì ngoài kính chính nha, nó còn có cả một cái kính phụ đi kèm nhá. Đấy, một cái kính phụ đi kèm này. Đấy, hàng nó dùng rất là hay ho và nhìn cực kỳ rõ luôn nhá. Đấy, thấu kính rất là dày. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra em. Riêng hàng này bên em hàng loại 1 cực kỳ ngon, xịn sò chất lượng nhá. Đây. Đó, rất là ngon này. Đó. Cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, nhìn rất là rõ ràng ngon này anh nào. Đây các bác bật cho em cái đèn chạm sáng này. Đấy, bật cái đèn chạm sáng này. Đó, nhìn rất là rõ ràng ngon này anh nào luôn. Đó, có thấy không? Này. Đó, có thấy không? Nhìn rất rõ các nhá. Đó, nhìn rất rõ luôn. Đó, tắt đèn chạm sáng này. Bật đèn này. Đấy, có cả đèn chạm sáng. Nó có hay ho là nó có một cái đèn chạm sáng đây nên là các bác dùng nó rất là tiện dụng. Rồi, giá này cực kỳ hạt rẻ gửi đến các bác nhá. Con này thì hiện tại em đang bán cho bác giá chỉ có 100.000 con này thôi và bao ship đến tận nhà luôn. Đấy, dòng sản phẩm kính lúp có đèn chạm sáng nhá. Giá là 100.000 bao ship. Đấy, hàng nhìn rất là rõ. Đấy, to rõ ràng. Rất là ngon này. Xịn sò gửi đến các bác luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô bàn cạo 35 của thương hiệu Giller này. Giller là một trong những thương hiệu chuyên về sản xuất bàn cạo. Đấy, rồi là máy cạo râu, bàn cạo râu rất xịn sò luôn. Thì một cái bộ này của nó sẽ gồm có là 35 lưỡi, một cái thân bàn cạo và một chai keo. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem, mục sở thị này. Hàng sẽ là hàng nguyên túi như này, hàng mới tinh chưa qua sử dụng nha, hàng thanh lý siêu thị. Đó, hàng nó vẫn còn đựng trong bọc này luôn. Đó thì về các bác khui bọc ra. Đấy, một cái bộ này của nó sẽ gồm có là đây, một cái bàn cạo chính này. Đấy, một cái bàn cạo chính. Đó, rất là xịn sò ngon lành luôn nhá, một cái bàn cạo chính này. Đó, một cái bàn cạo này. Đấy, đựng trong một cái hộp này. Cái hộp này thì các bác có thể là mang đi du lịch, các thứ rất là tiện luôn. Đó, rồi đây. Là những cái phần lưỡi. Lưỡi để các bác thay thế này. Đó, của nó sẽ gồm có là đi 1 2 3 4 5 6 7 vị lưỡi nhá. Đấy, 2 4 6 7 vị lưỡi luôn các bác nhá. 7 cái vỉ lưỡi này thì nó rơi khoảng tầm là 35 lưỡi nhá, 35 lưỡi. Đấy, 35 lưỡi thì cái lưỡi, những cái lưỡi nhỏ nó sẽ đựng trong này thì lưỡi này bác có thể là dùng một lần hoặc là dùng nhiều lần. Đấy, thì cứ dùng xong thì các bác lại bỏ đi, đấy, thay lưỡi khác vào. Nói chung là một cái bộ này thì dùng 35 lưỡi này thì các bác cạo nhiều thì khoảng tầm 1 năm, chứ còn bác nào mà cạo ít thì chắc khoảng tầm vài năm mới hết cho một cái bộ lưỡi này. Hàng thì cạo cực kỳ là sắc bén luôn và ngon lành. Đây, hàng cạo rất sắc bén luôn này. Đấy, dạng lưỡi kép nhá. Đây dạng lưỡi kép này, các bác nhìn này. Đấy, dạng lưỡi kép của nó là dạng hai lưỡi. Đó, các bác cứ bấm này là nó vệ sinh lưỡi này. Đấy, bấm này vệ sinh lưỡi. Và các bác bấm vào cho em là các bác có thể là thay tháo lưỡi ra thoải mái này. Đấy thì các bác dùng lưỡi này hỏng các bác bỏ đi, các bác lấy lưỡi khác các bác thay vào, rất là dễ thay tháo sử dụng luôn các nhá. Đấy, ấn vào cái này vào luôn. Đó, đựng trong cái hộp như này các bác có thể là mang đi du lịch, các thứ rất là tiện lợi luôn. Đó, đi kèm thêm cho các bác luôn. Sẽ có là một cái lọ keo như này. Cái lọ keo này thì khi mà các bác bôi vào thì nó không bị các bác cạo nó bị rát, không bị rát nhá. Đấy thì đây, này là cái keo bọt. Đấy thì đấy, full combo bộ sản phẩm sẽ gồm như này, như đúng như trên cái bao bì nó in nha. Đấy, lưỡi này, rồi là thân dao cạo này, rồi là kem này, hộp đựng này, nó đầy đủ hết luôn nhá. Đó thì các bác lên mã cho là cái bàn bộ bàn cạo 35 nhá. Đấy, bàn cạo 35. Bàn cạo 35. Bên em bữa trước cũng đang bán giá 100k, hôm nay thì bên em cũng xả kho giảm giá luôn 70k cho một cái bộ như này. 70k một bộ nhá, và không bao ship. Các bác lưu ý là không bao ship nhá. Đấy, không bao ship, 70k một bộ không bao ship nhá. Đó, ship thì thêm cho em 20k nữa. Nhưng mà các bác mua nguyên một bộ nha thì thêm ship cho em là 20k. Đó, ship thì em chỉ thu có 20k thôi, 70k một bộ không bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Bữa trước thì cũng đã có quay rồi mà nhiều bác hỏi là cái dòng này nó có nóng không. Đấy, nó có nóng không thì em đảm bảo bác là salon bát nó gọi bằng cụ luôn. Đấy, salon bát gọi bằng cụ luôn nhá. Đây, có tem mác đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, tem mã cốt chống hàng giả luôn nhá. Đấy, dòng chuẩn chính hãng Nhật. Dòng đây, một cái bịch này của nó sẽ gồm có là đi 12 miếng này. Một bịch này của nó sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, em sẽ bóc thử bác xem một tí này. Đó, đây, nó gọi là miếng dán ngải cứu nhá. Thì chuyên với bác nào mà đau lưng, đau lối, đau chân tay thì các bác cứ lôi ra bác dán cho em. Đấy, miếng dán ngải cứu. Cái mùi nó có cái mùi rất là thơm. Đấy, đây. Đấy, nó tẩm ngải cứu các thứ vào đây. Đó, để các bác dán này. Đau lưng, đau người, đau ngậm các thứ các bác dán rất là ngon luôn nhá. Siêu nóng luôn nhá. Đấy, nó đánh tan cơn đau của bác luôn. Đấy thì một cái gói này của nó sẽ gồm có 12 miếng này. Một gói là 12 miếng ngải cứu này thì các bác dán thoải mái luôn. Đấy, giá cực tốt nhá. Giá cực tốt luôn.
Đấy thì về thì các bác cứ bóc cái lớp này cho em thôi. Đấy các bác bóc cái lớp dán này ra. Đấy thì các bác dán vào những cái chỗ nào các bác đau người đau ngậm này. Đấy thì về các bác dán vào. Rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy gọi là miếng dán ngải cứu. Một cái vỉ này là 12 miếng. Đấy, nhắc lại các bác là 12 miếng nhá. Đó, 12 miếng. Dán ngải cứu. Đấy, dán ngải cứu. Đợt này thì giá cực tốt của các bác luôn. Giá chỉ có 30k cho một hộp thôi. 30k cho một cái miếng dán ngải cứu. Một cái hộp dán 12 miếng như này. Đấy, giá cực tốt gửi các bác luôn nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ xịn sò. Nói chung là các bác nào mà đau chân tay người ngậm đau lưng nhức này, về các bác dán nó cho, rất là ok luôn nhá. Về cái lô thắt lưng dàn di của Mỹ này. Đấy, chất liệu thì nó là dạng sợi vải bện nhá. Đấy, dạng sợi vải bến. Đây, logo họa tiết dàn di rất đẹp luôn nhá. Đây. Con này thì nó đến từ thương hiệu dép của Mỹ nhá. Đấy. À, cái thương hiệu này ra đời năm 1981 này. Đấy, dạng mặt này của nó là mặt kim loại luôn nhá, mặt kim loại. Đó, mặt kim loại. À, rất là dễ sử dụng luôn. Phần đầu này thì nó sẽ kết hợp là một cái phần da nhẹ nó bịt vào để cái đầu này nó không bị xù ra nhá. Đấy, cái đầu nó không bị xù ra. Chất liệu nó thì dạng như kiểu dạng vải dù nhá, dạng vải dù đấy. Hàng này thì nói chung là cứ bao tốt bao dùng rồi, các bác cứ đi làm đi các thứ, nói chung là các bác đi làm đi chơi các bác đeo này cho em, nhìn rất là sang xịn mịn và ngon lành cái nào luôn. Đây. Đấy, rất là chắc chắn và rất là dễ đeo nhá. Các bác kết hợp thời trang các thứ rồi là nhìn nó rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn luôn nhá. Đây, một cái con thắt lưng Mỹ này, cực kỳ ngon xịn sò. Dạng này của nó là dạng gấp vào này. Đấy, dạng lẫy cài nó gấp vào như này. Đấy, khi mà các bác đeo các bác gấp vào này cho em, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Gấp vào này. Gấp vào này. Đấy, các bác ấy các bác đẩy tay cho em cái này. Đấy là nó ra, rất là dễ nhá. Cái khuy của nó rất là dễ vào luôn. Đó, đây logo dép nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Bữa trước thì rất là nhiều bác chưa mua được thì hôm nay hàng bên em tiếp tục về để phục vụ các bác nhá. Đấy, dòng thắt lưng của Mỹ. Đó thì các bác lên mã luôn cho em là sản phẩm là thắt lưng Mỹ. Đấy, thắt lưng vải Mỹ nhá, thắt lưng vải Mỹ. Thắt lưng vải Mỹ này. Đây. Thắt lưng. Đấy, thắt lưng vải Mỹ. Thắt lưng vải Mỹ này thì giá bên em bao tốt thị trường luôn 100k. Đấy, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. 100k cho một con thắt lưng vải Mỹ như này và bao ship tận nhà, hàng thì siêu đẹp, siêu nét luôn. Các bác đeo vào nói chung là trẻ ra mấy tuổi đâu nhá. Đấy, thắt lưng vải Mỹ. Tiếp theo thì là cái dòng sản phẩm mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội này, tiếp tục hàng lại về nhá. Đây cái dòng mũ dàn di quân đội rất đẹp nhá. Đây. Air Force này. Đấy, cũng màu dàn di nhá. Đấy, màu loang rất đẹp luôn nhá. Nhìn nhìn cái form mũ nó rất là đứng. Đây, có chữ USA này. Đấy, form mũ rất đứng. Logo thêu tay nhá. Logo thêu tay Air Force nhá. Đấy, Air Force rất đẹp luôn. Đây. Đó, rất đẹp và rất xịn sò. Hàng này của nó thì cái phần khuy này thì các bác có thể tùy chỉnh. Các bác tùy chỉnh này, các bác cho nhỏ vào, cho nhỏ vào, các bác cho to ra tùy theo cỡ đầu của mình, nó rất là tiện nhá, dùng cực kỳ tiện luôn. Đó, 100% thì là bằng cốt tông, đeo đội rất là mát nhá và không bị nóng đầu. Đấy, đội rất mát không bị nóng đầu. Đường kim mũ chỉ các bác nhìn này, rất nét nẹt luôn nhá. Đấy. Ok luôn. Đấy, xịn sò ngon lành nhá. Đấy thì cái sản phẩm mũ dàn di này, đó thì các bác lên mã cho em là nón kết, nhiều bác hay gọi là nón kết hoặc là mũ dàn di. Đó, mũ quân đội hoặc là mũ đây, cứ mũ dàn di cho nó dễ nhớ nhá, mũ dàn di. Mũ dàn di này thì bên em đang bán cũng giá là 100k và bao ship tận nhà nhá. 100k cho một cái sản phẩm mũ dàn di như này và bao ship tận nhà. Ngoài ra thì hôm nay bên em sẽ có chương trình là bán theo combo. Đấy, thì bán theo combo. Khi mà các bác mua cả combo gồm có một mũ và một thắt lưng như này thì giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180k và bao ship nhá. Đấy, combo mũ thắt lưng. Đây, nếu mà các bác mua combo này, combo mũ cộng với lại thắt lưng. Đấy, combo mũ cộng với thắt lưng thì giá là 180k. Đó, và bên em sẽ bao ship nhá. Mua cả hai món luôn thì giá sẽ là 180k bao ship. Đấy thì tùy theo nhu cầu dụng mà các bác mua sản phẩm nào. Nói chung là mua lẻ cũng được bao ship và các bác mua cả combo thì giá sẽ tốt hơn là 180k. Còn mua lẻ thì là 100k một món nhá. Đây em sẽ quay lại bác thắt lưng này. Hàng cực đẹp nhá. Đây các bác nhìn này, rất là dày, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy. Sợi vải dù nó bện nhá. Nói chung là hàng này thì các bác dùng không biết đến mà giờ phải hỏng luôn. Đây nhìn nó quá đẹp, quá nét luôn nhá. Đấy, rồi là mũ Mỹ này. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Cả combo 180k, còn mua lẻ thì là 100k một món nhá. Đều bao ship hết các bác nhá. Bánh xe bãi em nhá. Đấy, hôm nay em còn ít kia bánh xe bãi em lên thanh lý nốt các bác này. Dòng bánh xe có cái đế chân nhá. Về thì các bác bắt lắp đặt vào bàn ghế các thứ ra, các bác lăn đi lăn lại. Giá quần áo nói chung là rất là tiện lợi nhá. Dạng này thì nó nhỏ gọn mà nó đa di năng và chịu lực rất tốt, chịu lực từ khoảng tầm 100 cho đến 150 kg. Đấy, khoảng tầm 1 tạ, 1 tạ rưỡi thôi nhá. Rất là ngon, xịn sò.
bánh thì là điều hướng 360 độ này. Đấy, phần đế chân có ốc sẵn này. Về các bác lắp đây nó xoay cả phần trên này này. Phần chứa này cũng xoay 360 độ luôn này. Đấy, xoay tròn luôn nhá. Ngoài ra thì có khóa bánh luôn, rất xịn sò, ngon lành. Hàng này bữa trước bán cực kỳ chạy luôn, nhưng mà đợt này thì nó còn ít thôi, em mang lên thanh lý nốt cho các bác. Em sẽ đo về cái phần kích thước cũng nhá. Con này thì cái tổng chiều cao của nó là vào là 5 cm này, chiều cao là 5 cm. Phần đường kính bánh của nó là 4 cm nhá. Đấy, đường kính bánh là 4 cm. Hàng chịu lực rất tốt luôn, rất xịn sò và êm ái, ngon lành luôn nhá. Đấy, khóa bánh rất xịn sò, các bác dùng nó rất là tiện lợi. Lúc nào dùng thì các bác khóa vào, không dùng các bác mở ra. Dùng thì các bác mở ra, không dùng các bác khóa vào, nó rất là tiện dụng các bác nhá. Rất là xịn sò. Hàng này thì nó là hàng bãi. Đấy, hàng bãi nhưng mà nó là hàng mới luôn các bác nhá, hàng bãi hàng mới luôn đấy, chưa qua sử dụng luôn. Hầu như bánh còn rất là đẹp. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đó thì các bác lên luôn mã luôn cho em là cái con sản phẩm là cái bánh xe nhá. Đấy, bánh xe bãi. Bánh xe bãi này. Đấy, bánh xe bãi. Còn bánh xe bãi này thì bữa trước đang bán giá là đi 30k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn 20.000 một chiếc nhá. Đấy, 20k một chiếc. Các bác mà lấy các bác lấy 10 chiếc trở lên. Đấy, lấy 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, lấy 10 chiếc là bao ship, còn nếu mà mua lẻ thì là 20.000 một chiếc nhá. Đấy, mua lẻ thì là 20.000 một chiếc bánh xe này. Đấy, rất xịn sò ngon lành với các bác này. Số lượng này còn có hạn nữa, không còn nhiều đâu các bác nhá. Nên như là có nhanh tay, giá của nó thì cực kỳ là tốt rồi. Giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, lấy 10 chiếc trở lên là bao ship tận nhà các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên với bác là cái dòng bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt này, con này thì chuyên bác mua về xịt dầu xịt nhớt này. Các bác đong nước đong dầu đây cho em. Đấy, đong nhớt đong dầu đây. Đấy, và về các bác xịt, các bác nào dùng cơ khí sửa chữa máy móc rồi dùng máy may các thứ rồi. Đấy, mua về xịt rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện. Ngoài ra thì cái phần này các bác có thể nó bóp này. Đấy, bẻ cong đi. Đấy, bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá các bác nhá. Đấy, các bác bẻ cong đi, các bác phịt những vị trí khó rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành nhá. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm là bình xịt nhớt. Con bình xịt nhớt này bên em đang bán giá là chỉ có 50k cho con này thôi. Đấy, 50.000 cho chiếc bình xịt nhớt các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đấy, bẫy chuột thông minh này. Đó, cực kỳ ngon. Con này thì rất là dễ dùng. Chất liệu của nó là như ABS cao cấp nhá, rất là cứng cáp, dày dẫn, lò xo thì cực kỳ là căng tay. Các bác lấy tay bóp cho em cái này. Đấy, bóp cái vào lấy luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ em cái này, dính luôn các bác nhá. Đấy, dính luôn. Cực kỳ là nhạy luôn nhá, cực kỳ nhạy này. Đấy, đập cái dính luôn này. Bóp cái này. Vào bẫy này, đấy các bác để như này. Các bác để những cái chỗ mà vị trí chuột trước nó hay chạy, đầu hàng chuột rất là ok nhá. Đập cái chạy luôn nhá. Đấy, giá thì đang bán ác là 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy, 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh. Các bác có thể là gậy này, các bác lấy tay giữ, các bác bỏ mồi đi cho. Đấy, bỏ mồi vào là chuột vào cái là dính luôn. Đó, 20.000 một chiếc các bác nhá. Sau vào tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô đèn nấm này. Đấy, cái lô đèn nấm mới về, cái lô đèn nấm này. Con này thì các bác dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó, dòng đèn ngủ hoặc là hay còn gọi là đèn nấm. Các bác cứ lên mã cho đèn nấm đi cho nó đỡ nhầm với cái mã kia nhá. Đấy. Dạng của nó là dạng bóng led này. Đấy, dạng bóng led này thì nó cài cái cây nấm vào đây, nó như kiểu cái cây nấm mà. Con này thì nói chung về các bác dùng làm đèn ngủ đi rất ok. Đó, có ba cái nhánh, những cái cây cỏ lên đằng sau rất đẹp này. Đấy, thì về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó có một cái phần cảm biến ở dưới phần đáy này. Đấy, khi mà các bác chạm mà nghĩa là cứ buổi tối thì tự động cái đèn nó sẽ sáng lên và ban ngày thì tự động nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là thông minh nhá. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm với con đèn nấm. Đấy, đèn nấm nhá, đèn nấm này. Cái con đèn nấm này thì bên em đang bán giá chỉ có 30k cho một con đèn nấm thôi. Đấy, 30.000 luôn nhá. Đấy, 30.000 cho một con đèn nấm này, giá cực kỳ rẻ luôn. Đây ơi, giờ sẽ cắm test bác xem này. Đấy đi bác, về cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, và các bác lấy cái đầu này vào này. Đấy thì nó sẽ sáng lên luôn nhá. Đây ơi, khi mà các bác bịt cái chỗ này vào này. Đấy thì đèn sẽ sáng lên này. Đấy, gọi là đèn nấm nhá. Đấy thì nó như kiểu dạng như kiểu cái đèn ngủ ấy. Nghĩa là buổi tối thì nó tự động nó sẽ sáng và ban ngày tự động sẽ tắt này, em bỏ ra này. Đây là cái phần đít nó cảm biến này, cái đít này cảm biến này. Đó đây. Các bác giữ một chút này. Đó, thấy không? Đấy, có thấy không? Rất đẹp nhá. Nói chung là các bác dùng con này làm đèn ngủ rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô cái lọ trầm trầm hương này. Đấy, cái lọ trầm hương, cái lọ trầm nhan này nhá. Đây, một hộp này của nó thì rất là nhiều luôn. Hộp này của nó hình như là của nó là 50 các bác nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 này, cực kỳ là nhiều. Nói chung là hàng về đốt rất là thơm nhá. Đây, có một hộp của nó là từng một cái vòng một như này. Đấy, từng vòng một này. Về đây bác gỡ ra bác dùng. Đó, gỡ ra bác dùng nhá. Bác đốt này, rất là thơm nhá. Cái này là của nó là hai vòng nhá. Về bác gỡ ra như này. Đấy, gỡ ra thì ở đây nó sẽ là được hai vòng luôn này. Đấy, gỡ ra được hai vòng luôn. Đó, rất là tiện dụng. Mua về bác đốt
tiết nhất các thứ ra đó, rồi là đốt mình cho nó thơm nhà các thứ ra cũng rất là hay, nó cực kỳ là xịn sò, dòng trầm nhan hương đấy. Thì các bác lên nhanh mã xong dòng sản phẩm ấy có cái lọ trầm hương nhá. Lọ trầm hương này thì cái hộp trầm hương đấy, hộp trầm hương này, con hộp trầm hương này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, giá chỉ có 50k cho con hộp trầm hương thôi đấy, 50.000 cho một con hộp trầm hương nhá, 50k một con, giá cực kỳ tốt nhá, rất thơm nhá. Đấy, mùi nó lạ lạ, nói chung nó rất là thơm, cái mùi trầm rất là thơm luôn nhá. Đấy, rất xịn sò, hộp được rất là nhiều, 50k nhưng mà được cực kỳ nhiều luôn, nói chung về các bác đốt thoải mái. Đấy, 50.000 mà nó đựng trong một cái hộp này nhìn rất là sang xịn mịn luôn, các bác có thể mua về biếu tặng làm quà cũng rất là hay. Đó, 50k một hộp nhá. 50.000 một hộp trầm hương nha. Là cái lô keo dính đa năng. Đó, bên em về tiếp tục cái dòng lô keo dính đa năng này. Đấy, dòng lô keo dính đây nè, cực kỳ xịn sò. Một típ này của nó là 60g nhá. Đấy, các bác dính mọi chất liệu luôn. Đấy, dính sắt, gỗ, ghiếc, các kiểu kính, kiếc, đá hoa, rồi là kim cương, vàng, bạc. Các bác dính các kiểu luôn nhá. Đấy, một típ 60g, hàng vẫn nguyên siêu này. Về thì bác khui ra các bác dính thôi. Đấy, dính rất là ngon nhá. Đấy, dòng keo dính đa năng cực kỳ xịn sò của Nhật của nhá, cực kỳ ngon. Nó hàng gửi tay bác là nguyên hộp này. Nói chung là một cái típ 60g này thì các bác dùng thì tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng dính được rất là nhiều việc, dùng dính rất là nhiều thứ nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem một video mô tả về cái dòng sản phẩm này. Đây nha cô, đây này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đây là về cái dòng sản phẩm keo dính đa năng bên em đang phân phối này, cực kỳ xịn sò, ngon chất lượng. Đó, mà giá cực kỳ bình dân luôn. Đó, các lên mã cho em cái keo dính đa năng. Đó, keo dính đa năng bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá một cái típ 60g như này, bên em bán giá là chỉ có 50k cho một típ thôi. Đấy, 50k cho một cái típ keo dính đa năng nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm keo dính đa năng. Giá đang phân phối đến tay các bác là 50.000 cho một sản phẩm các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô vòi V21 cực kỳ xịn sò, chất liệu là inox 304 này. Đấy, hàng gửi tay bác là nguyên hộp luôn nhá. Đây, hàng của nó là hàng nguyên hộp như này. Đấy, vòi inox 304 cực kỳ ngon chất lượng này. Đây, đó một con vòi đâu nhá. Con này thì các bác mua về kết nối gen 21 bình thường nhá, chất liệu inox 304. Các bác nhìn này, inox cực kỳ dày chất lượng nhá. Khóa thì cực kỳ là trơn tru. Đấy, đóng ngắt rất là ngon, giá là cực tốt luôn. Đấy, inox 304 này. Đó. Ở cái phần này nó có cái đầu này. Thì các bác kết nối rất dễ. Bây giờ thì nhiều những cái thiết bị nó kết nối theo những cái dạng chụp như này. Các bác đẩy chụp vào đây thì nó sẽ kết nối này. Đấy, ví dụ như là vòi tưới cây hay là các thứ thì nó hay sử dụng cái dòng cái khớp nối như này có nhá. Đấy, nên là rất là dễ. Ngoài ra thì các bác có thể xoáy ra. Đấy, xoáy ra mà nhiều vòi, những cái vòi nó có cái gen này các bác có thể kết nối gen vào đây. Con này nó có gen luôn. Còn không thì các bác lắp cái chụp này vào, các bác kết nối qua cái chụp này. Đấy, nói chung là cực kỳ đa di năng một cái con vòi nối như này. Inox 304 nhá, cầm rất là chắc tay, nặng tay luôn nhá. Mà giá cực kỳ tốt luôn. Đó, em sẽ đo tổng quan về cái phần kích thước của cái con vòi này nhá. Con vòi này thì cái phần chiều dài của nó là đi 9cm này. Đấy, 10cm các bác nhá, khoảng tầm 10cm này. Đó, phần chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là 9cm nhá. Đấy, chiều cao của nó là 9cm. Đấy, gen là gen V21 nhá. Gen vào là gen V1, dòng gen phổ thông rồi. Đấy, về thì bác cuốn cho em thêm một chút băng keo non nữa là lại ngon lành cả nhà. Lại kín mít, lại ngon lành ngay. Đấy, ngoài ra là đây có gen để hỗ trợ các bác có thể là chế cháo kết nối. Ở đây thì có chụp gen này. Đấy. Ví dụ như là các bác nhà các bác dùng những cái vòi máy giặt ấy, các bác kết nối qua cái vòi này rất hợp lý này. Đó. Rồi là đóng ngắt rất là êm nhá. Đấy, đóng ngắt rất êm ái, chất liệu là inox 304. Hàng thì bao dùng, bao xài, bao test các bác luôn nhá. Inox cực kỳ dày chất lượng. Đó, thì các bác lên mã cho em là cái con vòi nước V21 nhá. Đấy, con vòi nước V21 này. Đấy, vòi nước V21. Con này thì đợt này bên em bán giá cực tốt luôn. 60k cho một sản phẩm này. Đấy, giá là chỉ có 60.000 cho một con vòi nước V21 thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, chất liệu là inox 304 luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thôi nhá. V21 60k cho một chiếc vòi V21 các bác nhá.